Pro DAB 4.0, một trong những dòng máy chiếu Android Wi-Fi mạnh mẽ nhất hiện nay của hãng Bunro. Bước đầu tiên, các bạn gắn sợi dây nguồn vào phía thân máy chiếu. Các bạn bấm nhẹ vào cái nút power như thế này. Đối với cái Bunro thì những dòng máy chiếu như là DAB 400, DAB 500 và những dòng máy chiếu BB 600A, 500A hoặc là những máy chiếu mà bắt có chữ cái tận cùng là chữ A thì sẽ có hệ điều hành Android tương tự như trên màn hình. Thì cách cài đặt cũng rất là tương tự. Đầu tiên thì các bạn vào phần cài đặt của máy chiếu. Bạn bấm vào, nó nằm ở góc phải bên trên màn hình. Hàng thứ hai, đây là Auto Custom. Với Auto Custom này thì tính năng của nó rất là hay. Bạn bật on như thế này, thì các bạn để trên màn hình, thì khi mà chúng ta di chuyển cái khung hình mà nó hơi bị cao như thế này thì máy chiếu sẽ tự động canh tất cả các góc sao cho nó hình vuông. Ngoài ra nếu các bạn xoay ngược thế này thì máy cũng bắt đầu xoay lại cho chúng ta thấy. Trong trường hợp mà bạn không muốn sử dụng tính năng Auto Custom tự động của máy thì các bạn chỉ cần bấm hai nút ở phía trên remote. Nút đầu tiên là nút có hình thang, cái đầu trên nó nhỏ như thế này, các bạn bấm vào thì ở trên máy chiếu nó sẽ hiển thị y chang như ở cách mà bạn bấm. Nếu bạn muốn trở ngược lại, các bạn bấm vào nút bên cạnh. Tính năng tiếp theo là Power Save Mode, có nghĩa là nếu mà bạn muốn máy có hiển thị độ sáng cao hơn thì các bạn có thể chọn chế độ là highlight như trên hình. Thì đối với highlight thì hình ảnh và những màu sắc mà nó có giải tần cao thì sẽ bị giảm xuống để tập trung vào cải thiện cái hiệu suất trình chiếu. Nếu mà bạn xem trình chiếu bên bản hoặc là PowerPoint, các bạn bấm trở lại bằng nút balance như thế này. Còn một chế độ nữa là chế độ tiết kiệm điện, thì với chế độ này thì tất cả màu sắc hình ảnh sẽ được giảm độ sáng xuống để cho nó tiết kiệm điện hơn. Còn tính năng cuối cùng, custom zoom như thế này, các bạn bấm vào. Đối với custom zoom thì máy cho các bạn điều chỉnh hai cạnh tùy ý. Rồi, ở đây các bạn bấm càng lớn số nó sẽ nhảy từ 0 tới 100. Số càng lớn thì cái khung hình, cái chiều của nó sẽ càng nhỏ lại. Như thế này. Đến 100 là tối đa. Và để cài đặt Wi-Fi, các bạn vào phần system setting và như thế này, ở góc dưới bên phải các bạn bấm vào setting, ở trên cùng các bạn sẽ thấy chữ Wi-Fi, các bạn bấm on. Bạn đang nhập khẩu vào các hoạt động của tỉnh một điện thoại Android để chọn cái màn ứng viên này. Trên máy chiếu DAB 400 có một tính năng rất hay là ứng dụng WPS Office. Đối với ứng dụng này thì các bạn chỉ cần gắn cái USB chứa tài liệu như là Word, PowerPoint, Excel hoặc là file PDF, các bạn chỉ cần gắn vào cái sau máy chiếu và các bạn mở phần mềm này lên thì các bạn có thể trình chiếu một cách dễ dàng. Các bạn bấm vào nút play ở góc trên bên tay phải, các bạn bấm vào nút play này thì cái phần mềm chứa slideshow các bạn có thể nhìn thấy như thế này. Các bạn bấm enter hoặc là bấm qua trái thì nó hiện lên cái các slide ở phía dưới, các bạn bấm vào để chọn slide đó. Máy chiếu DAB 400 có tích hợp Google Play nên các bạn có thể tải các ứng dụng miễn phí ở trên này về máy. Thì khi các bạn tải từ Google Play về thì ứng dụng nó sẽ nằm trong My App ở trong máy chiếu. Đây là số ứng dụng có trên máy chiếu. Giả sử như là tôi đang muốn tải cái ứng dụng ES File Explorer này, các bạn bấm vào. Phía bên phải là nút Install, và bấm vào. Và đợi khoảng tầm vài phút thì phần mềm sẽ được tải xong. Và sau đó thì ở trong cái phần My App nó sẽ hiện ra cái thông tin về cái phần mềm. Các bạn bấm qua, bấm Enter. Các bạn bấm qua tiếp, chọn Portable Wi-Fi Hotspot, các bạn bấm vào để có hiện dấu check ở cái như trên màn hình. Thì khi mở tính năng Portable Wi-Fi Hotspot này thì Wi-Fi Internet trên máy chiếu sẽ bị tắt đi. Tiếp theo các bạn vào phần setup Wi-Fi. Ở đây các bạn chọn là Security, các bạn chọn là nên ở như trên màn hình. Thì để cho việc kết nối diễn ra nhanh nhất, các bạn bấm lưu lại. Trên điện thoại iPhone các bạn làm theo các bước như trên màn hình. Các bạn bấm vào nút setting như thế này, chọn Wi-Fi, mở Wi-Fi lên. Các
các bạn chọn đến cái tên wifi là Android AB, bạn bấm vào. Thì đối với Android AB này nó không có mật khẩu. Sau khi kết nối thành công đến Android AB, các bạn vuốt dưới màn hình lên để hiện ra chữ Airplane. Trên Airplane các bạn sẽ thấy chữ Happy Cast hoặc là Living Room hoặc là cái tên bất kỳ, những cái tên này các bạn có thể tự đặt lên cái máy chiếu. Đối với máy chiếu hiện tại thì nó tên là Happy Cast, các bạn bấm vào. Chọn đông như này. Ở trên màn hình đây chính là giao diện của điện thoại. Trên đây là những tham quan trực tiếp từ máy chiếu Windows GP 400. Các bạn có thể nhìn thấy được màu sắc độ sáng và cũng như độ linh hoạt của máy khá là cao.